Và để tiếp nối chương trình, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc giữa Võ thành nhân và MC Việt Thảo. Kính chào quý chúng tôi là Võ thành nhân và đặc biệt đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp xúc lại MC Việt Thảo, một trong những đàn anh của chúng tôi và ngày hôm nay cũng để nhằm tìm hiểu về một cái sứ mệnh của một cái người thanh niên trong cái lúc mà giúp ích mọi người gọi là giúp ích mọi người bất cứ lúc nào thì anh Việt Thảo gần đây có mặt rất là nhiều ở tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn và đặc biệt anh đang giúp cho chùa Xá Lợi để mà gây quỹ và cái vấn đề mà anh ta giúp cho chùa Xá Lợi đi gây quỹ thì phía sau của nó có những cái câu chuyện của chùa Xá Lợi mà chúng tôi muốn tìm hiểu qua ngày hôm nay để mà tìm hiểu để mà biết thêm về những sinh hoạt của chùa Xá Lợi cũng giống như là những dịch vụ mà chùa Xá Lợi cung cấp bên cạnh những cái đời sống về tín ngưỡng tâm linh của những người đạo Phật ở tại mạng bắc của tiểu bang Maryland. À, trước hết xin được kính chào MC Việt Thảo, em xin kính chào anh. Việt Thảo xin chào anh nhân và chào quý vị. Hồi nãy có cái câu nói là cái gì đó giúp không à, ông rồi anh Việt Thảo là đàn anh gì đó. Yeah. Thành ra nói cái đó ở ngoài người ta không hiểu tưởng nói là tôi là là anh của võ võ, <laughs> võ thành nhân thực <laughs> ra thì đàn anh ở đây là trong tinh thần hướng đạo tại vì hai anh em đều ở trong uh, sinh hoạt trong hướng đạo từ nhỏ um... nhưng mà anh là bên anh du biên bên tráng đầu bạch đằng còn em ở tây ninh <laughs> nhưng mà tại sao hướng đạo lại còn chia ra anh này anh kia ha cho nên sẵn đây đó việt thảo thân chào và bắt tay trái tất cả anh em hướng đạo sinh trên toàn toàn quốc cũng như toàn thế giới nếu nghe được tin này và mong rằng các em các em còn nhỏ hãy giữ vững tinh thần của hướng đạo và nếu các em nào đã 18 tuổi trở lên thì trong tinh thần của một tráng sinh chúng ta tiếp tục giúp ích cho đời yeah. à, đúng như trong ngôn của hướng đạo yeah. khi nói giúp ích thì ngày xưa à, kính thưa vị anh việt thảo là tráng sinh trong tráng đoàn bạch đằng và tráng đoàn bạch đằng ngày xưa có một trưởng rất à, nổi tiếng mà hiện nay đang ở tại california là trưởng Dương Nguyên là đàn anh của trưởng à, của mc việt thảo à, trở lại cái câu chuyện của chùa xá lợi tại sao anh quyết định giúp chùa xá lợi về hồi nãy nói rồi là tại vì tráng sinh là phải giúp ích mà giúp ích nhưng mà tại, cho sao, nên mình chọn, phải gi... tại sao mình chọn xá lợi vậy không có chọn xá lợi ở đây nhiều 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 chùa lắm giúp <laughs> không tại vì chùa khác không kêu thành <laughs> ra mình không dám giúp ích là mình có cái tinh thần phục vụ rồi nhưng nếu mà người ta chấp nhận mình mới dám chứ tự nhiên nhà ta được nửa chừng ở cái mình, mình sửa nhà người ta 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 <laughs> Nhưng mà nhưng mà chùa xá lợi có những cái đặc biệt nào không có có một điều đặc biệt nữa cũng thông báo luôn cho các anh chị em trong hướng đạo một cái tin vui là chùa xá Lợi trong tương lai sẽ thành lập một đơn vị hướng đạo, một đơn vị hướng đạo ở tại vùng đông bắc Hoa Kỳ. Yeah. Và cái đơn vị hướng đạo có nghĩa là một liên đoàn và thứ vị khi mà ở Hoa Kỳ người ta lập đơn vị hướng đạo có nghĩa là người ta sẽ lập liên đoàn và hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ đã gửi những giấy tờ, những cái những cái thủ tục cần thiết để mà hình thành một đơn vị hướng đạo. Trong đó thì có một ấu đoàn và một thiếu đoàn. Thì sư Bảo Thành là cái người trực tiếp nhận cái phát kịch đó từ trưởng Trứ Trần ở tại Maryland để mà tiến hành. Nhưng mà cũng xin thưa thêm đi với lại anh Việt Thảo với lại tất cả quý vị là à, anh Jack á, là một trong những người tu ở đó. Bây giờ mình gọi là sư rồi. Ngày xưa anh là một trong những người một trong những huấn luyện viên của Nga Mi Sơn Phật Gia Huyền Gia Quyền tức là ở tại Spring Mountain Spirit ở ở tại Rockville. Thì lúc đó anh em chúng tôi được quen với anh và anh giúp sư bảo thành rất là nhiều và sau này tìm hiểu ra thì biết anh đó là một người đã có từng có ego scout lúc mà còn nhỏ do đó nên khi mà thấy được cái ý nguyện của sư bảo thành mà có muốn liên quan tới vấn đề hướng đạo muốn hình thành một cái gia đình phật tử đó, thì lúc đó đã có bàn với lại anh, anh, anh sư chắc là đề nghị là nên có hướng đạo hay hơn là gia đình phật tử lý do là tại vì anh có kỹ năng trong đó anh không có kỹ năng về gia đình phật tử do đến nên anh MC Việt Thảo vừa nói rằng chúng ta sẽ có một liên đoàn hướng đạo xá lợi giống như là liên đoàn hướng đạo pháp luân ở tại chùa pháp luân ở tại Houston Texas thì đây có nghĩa là một cái đơn vị hướng đạo thứ hai của người Phật giáo ở tại Hoa Kỳ và cũng có thể nói nói rằng là mở đầu cho tất cả những cái đơn vị hướng đạo ở vùng thủ đô Hoa Tình đốn để mà có được những cái tên của những đơn vị hướng đạo lấy tên của cái chùa đó vậy thưa MC Việt Thảo cho nên đó bây giờ đó một phần nào giải đáp được cái câu hỏi tại sao về giúp chùa xá lợi giúp chùa xá lợi thực sự không phải chỉ nhằm mục đích để mà uh, xây dựng cái đơn vị hướng đạo không giúp chùa xá lợi trên cái uh, tiêu chuẩn là mái chùa che chở hồng dân tộc đó là cái câu nói mà bây giờ việc thảo nghĩ nó cần phải thay đổi rồi hồi xưa thì mái chùa che chở hồn dân tộc bây giờ thì dân tộc um, giúp xây được cái mái chùa uh, nhân biết hồi xưa thí dụ hoạn nạn khổ đau hay gì chạy vô chùa núp phải không ạ còn bây giờ đó thì mái chùa cần có cho nên anh em mình làm ăn được có công ăn việc làm hay có cơ sở rồi thì cũng nên giúp để mà xây dựng cho cái mái chùa từ đó đó mình mới thành lập được không phải đơn vị Hướng đạo nhà dưỡng lão rồi cái chỗ học tập học tiếng Việt rồi nơi đó có bảo tháp chứ đừng cho cốt rồi cái nơi mà tu tập cũng được nữa yeah. thì chúng tôi cũng được biết rằng là hiện nay Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ đó À, có một cái chỉ số nên khoảng trên 2 triệu à, thành viên của phong trào hướng đạo đang ghi danh nhưng mà trong đó là 3 phần tư là những người à, hướng đạo đó thuộc về các charter có nghĩa là các hội bảo trợ là nhà thờ hoặc là chùa chiền hoặc là những cơ sở tôn giáo do đó nên trong cái lời hứa của hướng đạo đó là à, tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng để làm tròn bổn phận với tín ngưỡng tâm linh đó là cái đầu tiên rồi mới tới tổ quốc và quốc gia tôi mới Đúng mới tới là giúp ích mọi người bất cứ lúc nào mới tới tuân theo luật đạo do đó nên tín ngưỡng tâm linh trở thành một cái gì đó then chốt lắm trong vấn đề xây dựng những cái characteristic những cái con người có những cái căn bản đạo đức do đó nên lý do là tại sao mà chúng ta trân quý những cái nơi mà thờ phượng có những cái đơn vị hướng đạo thì cũng nói lại là vùng thủ đô Hoa Tình đốn ngày xưa có liên đoàn trai việt cũng được sự bảo trợ của chùa ở tại tu viện vạn hạnh ở tại Manasat ừ. nhưng mà ra việc không có lấy tên là, là 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 vạn hạnh hay là liên đoàn vạn hạnh nhưng mà nghe nói là chùa xá lợi khi mà bảo trợ cho một đơn vị hướng đạo sẽ lấy là liên đoàn xá lợi ở tại Maryland đó là cái tin mà chúng tôi được biết qua sư bảo thành đó. bây giờ quý vị à? nhìn thấy đó à, những người nào mà có đạo đức tư cách đó, thường thường xuất thân từ hướng đạo ra thấy không rõ thành nhân việt thảo nhìn tư cách. Đó ra đó. <laughs> à, thực ra thì à, ngày hôm nay việt thảo có mặt ở ta đây. Để vận động cho cái chương trình đại lễ Khánh Thành của Chùa Xá Lợi Được tổ chức vào hai ngày 20 và 21 tháng 7 Đúng không? À. 20 và 21 tháng 7 Thì có nhiều người nói Tới Tháng 7 lâu quá tại sao vận động sớm vậy? Thực ra thì lần này tổ chức lớn lắm Tổng cộng vừa nghệ sĩ vừa ban nhạc luôn tất cả 32, 32 người Mà liên tục hai ngày trời Mà để cho bà con vào không có bán giá vào cửa Ngày Khánh Thành mà Cho nên giống như mình ăn tân gia Mời người ta lợi mình bán vé cái gì Cho nên phật tử hay là đồng bào khắp nơi kể cả công giáo cũng vậy có quyền về về chùa để tham dự một cái ngày là hai ngày hai ngày hội lớn của 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 Phật giáo mà chúng ta còn khoảng 3 phút nữa nhưng mà em dạ xin việc Thảo có thể cho biết mình không có bán vé thì làm sao mình có được cái sở hội để mình cung cấp cho những cái dịch vụ dạ. mà entertainment hoặc là những cái chương trình văn nghệ thì mình làm cách nào vậy thưa anh? Dạ thường thường thì khi đến chùa đó người ta cúng dường pháp tâm cúng dường hay là khi ăn uống thức ăn thì người ta cúng dường cái đó tiền đó nhưng mà tiền đó sẽ không đủ để trang trải một phần nào cái chi phí tại hai ngày lớn quá nội cái chuyện là mình có xe bus để đưa bà con những người lớn tuổi không có phương tiện di chuyển từ eden center vô trong uh, chùa xá lợi hoặc từ maryland vô chùa xá lợi cứ mỗi một giờ là có có chuyến xe như vậy thành ra nội cái di chuyển đó cũng là tốn kém rồi nghệ sĩ về đâm nữa thì mình có một cái hình thức là uh, ủng hộ cái vé số uh, anh nhân biết là ngay cả quốc gia cũng vậy tiểu bang cũng vậy người ta bán cái sổ số để mà xây dựng giống như tiền bán sổ số chi phí cho uh, y tế cho giáo dục cho xã hội cho bên cảnh sát department cũng có rồi còn bao nhiêu để dành cho người trúng thì ở đây cũng vậy ủng hộ bằng một cái giá số chỉ có 10 đồng thôi thì việt thảo nghĩ rằng cái 10 đồng này nó không không có là bao đối với một người nhưng mà nhiều người hợp lại thì chúng ta có được cái ngân khoản để mà trang trải chi phí và giúp để xây dựng thêm cái 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 chùa xá lợi trong cái kế hoạch lâu dài giúp cho cộng đồng, Mười đồng mình 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 trúng cái giải đặc biệt nào vậy thưa anh? Dạ có một chiếc xe hả? Một chiếc, chiếc xe xe Toyota Camry đời 2013. Ừ, Đúng quá. Chiếc xe trị giá 20 mấy ngàn. Yeah. Thì như vậy là chúng ta thấy được là chúng ta có được một cái số tài chính để mà trang trải cho một số những công việc của cái ngày lễ khánh thành. Dạ. Yeah. Yeah. Nhờ bên cạnh đó vấn đề cúng dường cũng rất là quan trọng vậy thưa anh. Và vé số cũng được phân phối ở tại đèn Center trong yeah. suốt thời gian này và đặc biệt là quý vị nào không mua giá số ủng hộ cũng được cũng nên nhận một cái giấy vào cửa tại vì muốn vào tham dự chương trình lễ hội hai ngày này phải có giấy vào cửa yeah, mặc dù là giấy vào cửa miễn phí mặc dù miễn phí nhưng phải có giấy vào cửa để mình kiểm soát mình biết ai 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 vô bao nhiêu người cái số yeah. phone để mà liên lạc à, Việt Thảo là 714 414 3358 còn nếu không thì liên lạc ngay mọi chi tiết đều có trên poster và flyer đó là số điện thoại của Minh Nhật 301 675 7997 hoặc lãnh bảo tâm 703 577 0516 số điện thoại có trên màn ảnh quý vị có thể theo dõi để chúng ta ghi xuống và liên lạc để có vé vào cửa hoặc là uh, cái cái vé sổ số, số ủng hộ có phân phối tại các các cơ sở thương mại của Việt Nam ở yeah. tại Đà Center. À, kính thưa vì lý do thời lượng nên chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở nơi đây và chúng tôi xin được hẹn lý lại MC Việt Thảo vào cái chương trình kỳ tới. Hy vọng là anh sẽ có được đủ những danh sách của những người ân nhân Mạnh Thường Quân để mà cảm ơn những người đó đã giúp cho cái việc xây cất cũng giống như bảo trợ cái ngày khánh thành của chùa Xá lợi ở tại mạng bắc của tiểu bang Maryland à, Em xin được kính chào anh Việt Thảo. Dạ, xin kính chào Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thị Lớn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.